Hi, xin chào các bạn học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái nội dung của chương 2 sóng cơ và sóng âm. Bài đầu tiên của chương này đó là sóng cơ và sự truyền sóng cơ. Chắc hẳn tất cả chúng ta đều nhìn thấy và biết được cái sóng trên mặt nước cũng như sóng hình thành trên sợi dây. Tuy nhiên sóng cơ được hiểu như thế nào? Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Nội dung thứ nhất đó là định nghĩa sóng cơ là gì. Thì sóng cơ là những dao động cơ học lan truyền trong môi trường vật chất theo thời gian. Để cho dễ hình dung thì tôi sẽ tách cái định nghĩa này thành những cái từ khóa để chúng ta có thể chọn được đúng những câu trắc nghiệm và hiểu rõ hơn về bản chất của sóng cơ. Thì đầu tiên nhất đó là dao động cơ hay là dao động cơ học. Khi mà nó lan truyền được trong những môi trường, phải là những môi trường vật chất, nghĩa là môi trường của chất rắn, chất lỏng và chất khí, thì như vậy ta sẽ gọi đó là sóng cơ. Để hiểu rõ hơn vấn đề, mời các bạn xem tiếp một cái mô phỏng được trình bày sau đây nhé. Trên đây là một minh họa sự truyền sóng cơ mà tôi sử dụng của tác giả Nguyễn Thành Tương. Trên màn hình các bạn nhìn thấy đây là một cái sợi dây được tạo thành bởi các điểm chỉ thị màu. Và bây giờ chúng ta cùng quan sát trước nhé. Thì cái mà các bạn đang quan sát được trên màn hình chính là hình ảnh của một cái sóng cơ lan truyền trên một cái sợi dây. Nhưng mà làm cách nào để có được hình dạng của sóng cơ như thế này? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Thì bây giờ này ta thấy rằng là khi cho cái điểm đầu tiên, cái nguồn gây ra dao động, các bạn thấy đây, điểm nguồn gây ra dao động, nghĩa là nó đi đến vị trí biên trở về vị trí cân bằng, sau đó tiếp tục đó. Thì khi các bạn quan sát cái điểm màu đỏ thì nó đang dao động, và khi dao động thì làm cho các chất điểm bên cạnh của sợi dây, ví dụ như là màu cam, màu hồng, màu vàng gì đó, nó sẽ dao động theo. Vậy thì kết quả dao động từ điểm màu đỏ sẽ lan truyền cho các điểm kế cận của nó, và hiển nhiên giữa hai cái điểm này sẽ có sự liên kết với nhau trong một cái môi trường là cái sợi dây như vậy. Vậy thì kết quả là dao động được lan truyền và sóng được hình thành. Nội dung thứ hai mà chúng ta cần tìm hiểu đó là phân loại sóng cơ. Thì sóng cơ được hình thành và phân chia là làm hai loại. Thứ nhất đó là sóng ngang, thứ hai là sóng dọc. Vậy thì sóng ngang là gì? Thì sóng ngang được định nghĩa là khi mà dao động của các phần tử môi trường vuông góc với cái phương lan truyền sóng thì ta gọi đó là sóng ngang. Giả sử để tạo hình thành sóng đó, thì cái chất điểm dao động điều hòa theo phương như thế này thì sóng sẽ lan truyền đi, và kết quả là ta thấy hai cái thành phần này nè, cái phương dao động của các phần tử môi trường và cái phương lan truyền sóng, hai cái phương này vuông góc thì ta gọi đó là sóng ngang. Và hình ảnh mà các bạn vừa xem trên một cái sợi dây mô phỏng ở cái phần A đó chính là, và hình ảnh mà các bạn vừa xem trong thí nghiệm của một nhỏ định nghĩa đó chính là sóng ngang. Khi các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng. Tiếp theo như thế là sóng dọc. Thì khi các phần tử môi trường dao động, giả sử như phương trên bảng, của điểm A sẽ lan truyền cho điểm B và lan truyền cho các điểm khác, tạo thành một cái phương lan truyền sóng. Vậy thì khi hai cái phương mà chúng ta được đề cập là phương dao động của phần tử môi trường và phương truyền sóng trùng nhau, và khi trùng nhau như vậy thì ta gọi tên đó là sóng dọc. Nhớ chưa các bạn? Cái nội dung thứ hai mà chúng ta cần biết trong cái phân loại sóng cơ này đó là sóng ngang sẽ truyền được trong chất rắn và trên bề mặt của chất lỏng. Đó. Còn sóng dọc thì sẽ lan truyền được trong cả ba môi trường rắn, lỏng và khí. Và nội dung thứ ba trong bài này mà thầy muốn gửi đến các bạn đó là các đại lượng đặc trưng của một sóng hình sin. Ở đây chúng ta sẽ không quan tâm sóng trên mặt nước thực tế, bởi vì khi mà sóng lan truyền trên cái mặt nước mà thực tế thì sẽ bị sức cản của môi trường, bị gió vân vân, nó sẽ khó để chúng ta khảo sát, bởi vì nó ngày càng giảm dần biên độ và thậm chí sẽ tắt hẳn. Ở đây chúng ta quan tâm đến đó là sóng hình sin, coi như trong quá trình truyền sóng thì năng lượng của sóng này sẽ không bị mất đi. Và để hiểu rõ các đại đặc trưng này thì thầy tách ra làm hai phần. Thứ nhất đó là của một phần tử môi trường, và cái thứ hai là quá trình lan truyền sóng nhé. Thì ở đây thầy chọn là chỉ có một phần tử môi trường thôi, bởi vì tất cả những điểm trên cùng một cái môi trường mà khi có sóng truyền qua thì nó sẽ dao động tương tự nhau, và đơn giản nhất thì tôi sẽ chọn cái điểm đó là cái nguồn gây ra sóng. Thì giả sử ta có một cái sóng cơ có cái nguồn tại ô, và phương trình của sóng tại ô là A cos omega t. Mình chọn góc thời gian sao cho pha ban đầu bằng 0 luôn để chúng ta dễ khảo sát. Bạn có thể cộng thêm phi vào đây bất kỳ. Và đơn vị của ô này có thể chúng ta sử dụng đơn vị là cm hoặc là sử dụng đơn vị mét, sao cũng được các bạn. Bây giờ mình khảo sát thì đây là phương trình nên chúng ta sẽ sử dụng đơn vị giống như đơn vị của phương trình ly độ x nha. Rồi, vậy thì cái phần tử môi trường này nó sẽ có được hai yếu tố mà chúng ta quan tâm. Một đó là biên độ, hai là tần số gốc, suy ra được chu kỳ và tần số của dao động. Vậy thì đại lượng đầu tiên mà chúng ta quan tâm đó là biên độ của sóng. Thì bạn hiểu biên độ của sóng là gì? Chúng ta có thể tưởng tượng như thế này. Khi mà chúng ta quan sát sóng trên mặt nước thì sẽ tạo nên những gợn sóng. Thì khoảng cách từ điểm cao nhất của cái sóng mà chúng ta nhìn thấy đến mặt nước khi đang yên lặng thì chỗ đó, cái khoảng cách đó được gọi là biên độ của sóng. Thì biên độ của sóng được hiểu là biên độ dao động của các phần tử môi trường khi có sóng truyền qua. Thứ hai đó là tần số hoặc là chu kỳ của sóng. Vậy thì tần số chu kỳ của sóng là gì? Thì các bạn có thể hình dung như thế này. Nếu mà trên một mặt nước xuất hiện cái sóng, chúng ta để một cái phao ở trên mặt nước, thì cái phao này nhấp nhô với cái chu kỳ hay tần số bao nhiêu thì đó chính là chu kỳ tần số của sóng. Vậy thì để dễ dàng chúng ta sẽ có luôn. Thì tần số chu kỳ của sóng cũng chính là tần số chu kỳ dao động của các phần tử môi trường khi có sóng truyền qua. Và để hiểu rõ hơn vấn đề này, chúng ta tiếp tục quay lại cái thí nghiệm ảo mà chúng ta đã tiến hành ở phần 1 nhỏ. Thì các bạn thấy đó, đây là cái vị trí mà sợi dây khi chưa dao động, khi chưa hình thành sóng. Khoảng cách từ điểm mà đang khảo sát cao nhất này đến cái phương nằm ngang mà chúng ta đánh dấu bằng cái trục đó thì được gọi là biên độ của sóng. Và hiển nhiên cái biên độ của sóng bây giờ này rất dễ dàng để chúng ta nhận biết được, đó chính là biên độ dao động của một cái phần tử vật chất bất kỳ nào đó trên cái phương truyền sóng này. Giờ chúng ta đã có được định nghĩa biên độ của sóng. Và cái thứ hai, khi mà chúng ta thấy nè, một chất điểm nào đó, giả sử ta chọn tại nguồn dao động với một cái chu kỳ hay một cái tần số nào đó, thì sóng sẽ truyền đi nhấp nhô với đúng chu kỳ và tần số của một chất điểm mà chúng ta đang nói từ đầu. Vậy thì tần số chu kỳ của sóng chính là tần số chu kỳ dao động của các phần tử môi trường. Và phần tiếp theo trong các định lượng đặc trưng của một sóng hình sin thì ta quan tâm, đó là quan tâm về quá trình lan truyền sóng. Thì các bạn biết đó, khi sóng truyền từ nguồn đi theo cái phương truyền sóng, thì khi sóng chưa truyền tới thì các phần tử đó chưa dao động. Khi sóng mà truyền tới thì các phần tử đó sẽ dao động. Vậy thì quá trình truyền sóng còn có thể được định nghĩa đó là quá trình truyền dao động hay quá trình truyền năng lượng. Như các bạn, thì cái thông tin vừa rồi giúp cho các bạn trả lời thêm được những câu trắc nghiệm liên quan tới quá trình lan truyền sóng cơ. Và như đã nói, chúng ta bỏ qua yếu tố là ma sát, sức cản của môi trường, thì ở đây sát trên một cái phương truyền sóng thì sóng cơ này sẽ truyền thẳng đều với cùng một vận tốc. Khi chúng ta sát trên một cái phương truyền sóng thì sóng cơ này sẽ truyền thẳng đều. Và khi truyền thẳng đều thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái công thức của chuyển động thẳng đều, quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian. Yếu tố mà truyền thẳng đều chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận được bằng hình ảnh như thế này. Nếu các bạn nhỏ một cái giọt nước xuống một cái mặt nước yên lặng thì ta thấy là trên mặt nước này sẽ xuất hiện các gợn sóng hình tròn. Thì để tạo được sóng hình tròn thì hiển nhiên sóng phải xuất phát từ cái điểm tiếp xúc giữa giọt nước với mặt nước và lan truyền đi với cùng một tốc độ. Thì cùng một tốc độ thì nó mới tạo được hình tròn. Vậy thì ở đây chúng ta được quyền xài công thức của chuyển động thẳng đều xét trên một phương truyền sóng. Nội dung tiếp theo mà tôi nghĩ rằng các bạn cần phải quan tâm thật là kỹ, đó là bước sóng, ký hiệu bằng chữ lambda. Thì bước sóng được định nghĩa như thế nào? Bước sóng là quãng đường mà sóng lan truyền được trong một chu kỳ. Thì từ định nghĩa bước sóng là quãng đường mà sóng lan truyền được trong một chu kỳ, chúng ta sẽ có được một công thức, đó là gì? Chúng ta dựa vào công thức của bản chất cái quá trình truyền sóng, quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian. Vậy thì là quãng đường, vậy thì chúng ta ghi bằng vận tốc nhân với thời gian. Thời gian được đề cập trong này đó là một chu kỳ, nghĩa là một t. Thì khi đó cái quãng đường mà truyền được trong một chu kỳ này ta gọi nó là lambda thay cho chữ s. Và hoàn toàn cũng có thể ghi bằng v chia cho f, bởi vì f bằng 1 chia cho t. Bây giờ các bạn thì chúng ta có thể thuộc định nghĩa bước sóng bằng hai cách. Một là chúng ta thuộc được lý thuyết này, bước sóng là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ. Hai là chúng ta thuộc được từ công thức bản chất, quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian. Nếu thời gian là một chu kỳ thì quãng đường đó được gọi là bước sóng. Rồi, bây giờ này chúng ta tiếp tục quan sát lại một lần nữa cái thí nghiệm ảo để các bạn có thêm những định nghĩa bước sóng như thế nào nha. Mời các bạn. Để chứng minh cái định nghĩa bước sóng mà chúng ta vừa đề cập, mời các bạn chúng ta cùng xem lại cái thí nghiệm mô phỏng. Và chúng ta quan tâm một điểm nào đó thôi, nghĩa là quan tâm cái điểm đầu tiên, nguồn dao động. Chúng ta sẽ cho cái điểm này dao động đúng một chu kỳ. Bắt đầu chất điểm từ vị trí cân bằng sẽ chuyển động đến vị trí biên, sau đó nó quay trở ngược lại vị trí cân bằng và đi tiếp tục xuống vị trí biên ở phía dưới. Sau đó vật sẽ đi đến ngay căn lại vị trí cân bằng. Vậy là nó vừa hoàn thành xong một dao động. Và khi hoàn thành xong một dao động thì sóng đã lan truyền từ điểm màu đỏ này đến điểm màu đỏ kế cận, và cái quãng đường đó người ta gọi là bước sóng. Các bạn nhớ nha, chúng ta đo khoảng cách giữa hai điểm, chúng ta không đo cái hình dạng của sóng nha, chúng ta chỉ xét trên phương truyền sóng thôi. Rồi, vậy thì cũng như chúng ta vừa quan sát, chúng ta cho tiếp tục và tôi bấm tạm dừng ở một vị trí nào đó, thì ta cũng sẽ dễ dàng nhận thấy được khoảng cách giữa hai cái điểm màu cam này nè. Đó, hay là khoảng cách giữa hai cái điểm màu vàng này, đó, thì cũng sẽ bằng với khoảng cách giữa hai điểm màu đỏ ban đầu. Hay nói cách khác, khoảng cách giữa hai điểm màu vàng này cũng là một bước sóng. Và dựa trên bản chất của sóng thì ta sẽ gọi tên khoảng cách giữa hai cái điểm màu vàng này. Thì cái điểm cao nhất của sóng thì ta gọi đó là ngọn sóng hay là đỉnh sóng. Vậy thì chúng ta sẽ có định nghĩa thứ hai của bước sóng. Vậy đó, định nghĩa gì? Bước sóng là khoảng cách giữa hai cái ngọn sóng hoặc là hai cái đỉnh sóng liên tiếp. Vậy thì từ đây chúng ta cũng có thể nhận thấy được là hai ngọn sóng liên tiếp cách nhau một khoảng là lambda, một bước sóng. Thì ba ngọn sóng liên tiếp cách nhau khoảng là 2 lambda. Vậy thì quy nạp lại chúng ta sẽ có được một kiến thức, đó là tôi gọi N là khoảng cách giữa N ngọn sóng liên tiếp. Vậy L này sẽ bằng N trừ 1 nhân với lambda. Vậy thì mình hoàn toàn có thể tìm được lambda bằng khoảng cách chia cho số ngọn sóng trừ 1. Và từ đây các bạn cũng sẽ có được một cái mối liên hệ là nếu là một chu kỳ thì sẽ làm cho sóng lan truyền được một bước sóng, và hai chu kỳ thì là hai bước sóng, và hai chu kỳ thì xuất hiện ba ngọn sóng. Vậy chúng ta hoàn toàn cũng có thể tìm được chu kỳ thông qua cái thời gian chia cho cái số ngọn sóng trừ đi 1. Số ngọn sóng chỗ này nhớ nha, chứ không phải là số chu kỳ nha, số ngọn sóng trừ đi 1. Tôi gọi chữ MN bởi vì trong đề bài có thể họ sẽ cho hai thông số này khác nhau. Tôi nói ví dụ như là trong thời gian là 5 phút người ta đo được, trong thời gian 5 phút đó người ta đếm được có 10 ngọn sóng qua trước mặt, nhưng mà người ta đo được khoảng cách giữa ba ngọn sóng chỉ có bao nhiêu mét thôi. Thì các bạn nhớ là chúng ta có thể ký hiệu khác, nhưng nhớ dùm tôi là chữ NM, đó chính là số ngọn sóng mà chúng ta quan sát ta đếm được nha, trong khoảng thời gian T, và cái khoảng cách đang khảo sát là N. Vậy thì chúng ta có thêm hai công thức nữa đó nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có được định nghĩa thứ ba. Và hiểu rõ hơn định nghĩa thứ ba, mời các bạn tiếp tục xem thí nghiệm mô phỏng. Và bây giờ để cho hiểu rõ hơn vấn đề thì các bạn hãy chú ý dùm tôi ba cái điểm cùng màu, đó là cùng màu đỏ với nhau. Vậy thì bạn coi cái ba điểm màu đỏ này nè, nó dao động như thế nào với nhau. Chúng ta nhắc lại là chỉ quan sát ba điểm màu đỏ thôi. Thì ta thấy rằng cái điểm màu đỏ này cùng đi xuống rồi tiếp tục cùng đi lên, hoàn toàn giống hệt nhau, đúng không? Đó. Vậy thì người ta nói như thế nào? Ta nói là ba điểm này nè, ba điểm màu đỏ nè, nó sẽ dao động cùng pha với nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn định nghĩa bước sóng đó, thì chúng ta sẽ chọn hai điểm này thôi, hai điểm gần kề, hai điểm liên tiếp này thôi. Sau khi quan sát xong cái thí nghiệm mô phỏng, chúng ta sẽ có được định nghĩa thứ ba, đó là bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động cùng pha. Ở chỗ này các bạn chú ý ha, đó phải có thỏa mãn là thứ nhất là khoảng cách ngắn nhất trên phương truyền sóng, Cái thứ hai đó là dao động cùng, và cả hai yếu tố này cùng thỏa mãn thì nó mới là một bước sống nha các bạn. Vậy thì vừa rồi thầy cung cấp cho các bạn không chỉ một mà đến 3 định nghĩa bước sống kèm theo công thức, và đây là một trong những định nghĩa vô cùng quan trọng của cái nội dung chương 2 chứ không chỉ riêng gì bài số 7 sống cơ và sự kiện sống cơ. Và nội dung tiếp theo mà thầy muốn gửi đến các bạn đó chính là 4 nhỏ: phương trình truyền sống, khoảng cách, độ lệch pha. Thì bây giờ này, để hiểu rõ hơn vấn đề, thầy sử dụng một cái trục OX. Thì theo cái phương này thì đó là theo chiều dương và ngược lại là theo chiều âm. Giả sử chúng ta có một cái sóng tại ô này, chúng ta nói là cái nguồn sóng tại ô. Cái nguồn sóng tại ô này có phương trình OO bằng A cos omega t. Chúng ta chọn góc thời gian sao cho cái pha ban đầu phi bằng 0 để dễ khảo sát. Nhắc lại, các bạn có thể sử dụng cách tổng quát chữ phi tại đây cũng được. Vậy thì khi mà tại ô này có xuất hiện một cái nguồn sóng OO thì sóng này sẽ lan truyền đi. Bây giờ tôi khảo sát theo chiều này trước ha. Lan truyền đi trên một cái phương truyền sóng là OX như trên bảng. Thì khi sóng truyền đi thì nếu ban đầu điểm M chúng ta nè, thì ban đầu M này chưa dao động, khi chừng nào sóng truyền tới được M thì M này mới dao động. Do vậy quá trình lan truyền sóng còn gọi là quá trình truyền năng lượng hay truyền pha dao động. Thầy đã nhắc lại phía trước rồi đúng không nào? Rồi bây giờ này chúng ta sẽ cần đi viết cái phương trình sóng tại điểm M này như thế nào. Thì như đã nói, ta bỏ qua ma sát, bỏ qua sức cản môi trường, vậy thì không mất đi năng lượng. Chỉ có một điều là sóng tại M này có sau khi truyền từ O đến M nó mất một khoảng thời gian, và thầy gọi cái thời gian sóng truyền từ OM nè, cái thời gian này tôi gọi là delta t đi. Thì cái thời gian delta t này đó, nó sẽ bằng cái quãng đường từ O đến M chia cho vận tốc lan truyền sóng. Thì quãng đường bằng vận tốc nhân cho thời gian, vậy thì thời gian bằng quãng đường chia cho vận tốc. Như đã nói là gì, sóng tại M này nó không bị mất mát năng lượng gì hết, thì đã nói một câu là sóng tại M chính là sóng tại O nhưng trễ hơn delta t. Vậy ta ghi lại thôi, A cos omega t trừ delta t. Ghi thế này là sai nha các bạn. Chúng ta nói là trễ hơn, vậy thì chữ t chúng ta trừ delta t mới đúng nha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thế các thông số vào, chúng ta sẽ có được là A cos nhân dọc omega nhân với t trừ omega là 2pi chia t đúng không? Rồi delta t thì bằng om chia cho v, mà mình đã gọi trên trục OX. Vậy thì M này sẽ có tọa độ trên trục OX này là x, vậy thì bằng x chia cho v luôn ha. Vậy đây x chia lại cho v. Vậy thì các bạn có được điều gì đây? Nhìn vô đây chúng ta có thấy được điều gì không? Gì đặc biệt không? Đó chính là tử số 2pi x, còn mẫu số là t nhân v hay v nhân t chính là lambda. Vậy thì đến đây các bạn đã có được phương trình sóng tại điểm M cách O một khoảng là x. Chữ x này có thể thay bằng một cái chữ D hay là một cái ký hiệu nào đó cũng được. Vậy đây OM bằng A cos omega t trừ 2pi x chia lambda. Đó là phương trình mà chúng ta vừa chứng minh được. Đây là phương trình sóng tại điểm M. Và nhìn vô phương trình sóng tại điểm M này, chúng ta thấy đây là một phương trình dao động điều hòa với hai cái thông số mà thay đổi. Một đó là thời gian, hai đó là khoảng cách. Nên ở đây có khi người ta sử dụng cái hiệu UXT hay là UTX cũng được. Đây, UXT. Một phương trình chúng ta có hai tham số biến đổi. Bây giờ này thầy sẽ mở rộng hơn cho các bạn một nội dung mà không được trình bày trong sách giáo khoa. Đó là gì? Khi sóng này lan truyền từ O đến M theo cái phương của trục OX chúng ta, thì người ta nói là sóng tại M này nó sẽ trễ hơn so với sóng tại O. Trễ hơn thể hiện thông qua quy ước dấu và dấu trừ. Trễ hơn một cái lượng là 2πx chia cho lambda, với x là khoảng cách từ O đến M. Vấn đề đặt ra cho chúng ta là mình đi khảo sát một cái điểm khác. Giả sử ta quan tâm điểm N đi, mà điểm N này nè nó xét trên trục OX thì điểm N này nó ở đằng trước so với O. Nhắc lại, chúng ta đi khảo sát điểm N này nè, và tôi gọi ON một cách khác cho bên kia đi, ở chữ D đi, bạn quyền gọi là chữ T nha. Vậy thì điểm N này ở đằng trước O, vậy thì phương trình sóng tại điểm N này chúng ta sẽ viết như thế nào để đúng bản chất là N trước O? Vậy thì mình xài lại cái thuật ngữ như thầy nói, và thầy mong rằng là các bạn chúng ta cố gắng gì? Cố gắng theo dõi những cái lời giảng của thầy. Đó là sóng tại một điểm nào đó trên phương trình sóng, do bỏ qua ma sát sức cản môi trường nên nó giống như tại nguồn nhưng trễ hơn nếu sóng truyền từ O đến điểm đó, và từ điểm đó đến O thì ta gọi là sớm hơn. Vậy thì sóng tại điểm N nè, ON nè, sớm hơn so với sóng tại O, thì ta ghi là sóng tại N này giống như sóng tại nguồn nhưng sớm hơn, bởi nó là trước mà, sớm hơn là cộng. Cách xây dựng tương tự bên kia, 2π nhân khoảng cách chia cho lambda. Nhắc lại là chúng ta hoàn toàn chứng minh được tương tự. Vậy thì nhìn vô phương trình, nhìn vô cái dấu của cái pha, chúng ta thấy rằng đây, nhìn vô là điểm M này trễ hơn, nhìn vô đây điểm N sẽ sớm hơn. Đó là một trong những dấu hiệu nhận biết cái điểm chúng ta khảo sát so với nguồn. Và bây giờ này thầy mời các bạn đi tìm hiểu vấn đề là khoảng cách độ lệch pha. Thì giả sử chúng ta xét lại trên một cái trục OX có hai điểm MN này, như hình vẽ trên bảng. Tại O này có một cái nguồn sóng có dạng UO bằng A cos omega t, và điểm M cách O một khoảng là D1, thì như xây dựng chúng ta hoàn toàn có được điểm UM này có phương trình là A cos omega t trừ 2π D1 chia lambda. Với câu nhớ chúng ta là gì? Sóng tại điểm M chính là sóng tại nguồn nhưng trễ pha hơn 2π khoảng cách chia lambda, hoặc là trễ hơn một khoảng thời gian, thì delta t bằng quãng đường bằng khoảng cách chia cho vận tốc. Rồi, đây là điểm M. Vậy thì điểm N chúng ta sẽ có phương trình ON bằng A cos omega t trừ 2π khoảng cách chia cho lambda. Không khó khăn gì các bạn. Và các bạn cố gắng viết phương trình này, để đây là cái nền tảng giúp chúng ta học được cái bài tiếp theo trong chương 2, đó là bài giao thoa sóng nha. Rồi, vậy thì ta đang đề cập vấn đề gì chỗ này? Đó chính là chúng ta vừa ôn tập nhưng vừa nói tới khoảng cách độ lệch pha giữa hai điểm M này. M và N này nè. Thì khoảng cách là tôi gọi khoảng cách giữa hai điểm này nè. Chúng ta lấy D2 trừ D1, và thầy gọi là chữ D đi ha. Khoảng cách là chữ D. Lấy D2 trừ D1 để chúng ta không có được chữ D mà có được hai cái vị trí. Vậy thì độ lệch pha giữa hai điểm mình vì delta phi bằng delta phi, độ lệch pha giữa hai điểm mình M, người lấy pha của M đó là phi M trừ phi N, nó sẽ bằng trừ 2π d1 chia lambda, trừ với trừ thành cộng 2pi D2 chia lambda. Vậy thì bạn sẽ có được đó là 2pi chia cho lambda là nhân tử chung trừ D1 cộng D2, lấy D2 trừ D1 và làm gọn lại đó là 2pi D chia lambda, với D là khoảng cách giữa hai điểm MN bất kỳ. Vậy thì công thức mà trên bảng delta phi bằng 2pi D chia cho lambda, đây là công thức mối liên hệ giữa khoảng cách với độ lệch pha. Dạ, chứng minh cách đơn giản dựa trên kiến thức mình đã học thôi. Lấy hai cái pha trừ nhau rồi độ lệch pha thì ta thấy nó xuất hiện cái chữ D là khoảng cách giữa hai điểm, và hiển nhiên nhé, hai điểm này phải nằm trên cùng một phương trình sóng nha các bạn. Rồi, và để hiểu rõ hơn vấn đề, chúng ta sẽ nói tới một trong những cái trường hợp đặc biệt mà đã được học ở bài cuối cùng của chương mục, đó là độ lệch pha. Vậy thì độ lệch pha thông thường nó được kết quả này, đúng không? Một cách tổng quát. Vậy thì sẽ có 3 trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt thứ nhất đó là cùng pha. Trường hợp thứ hai đó là ngược pha. Và trường hợp thứ ba đó là vuông pha. Và 3 trường hợp này trong cái bài này chúng ta tiếp tục sử dụng không khác gì đối với bài cuối cùng của chương mục. Vậy thì cùng pha thì delta phi bằng 2kpi, ngược pha thì delta phi bằng 2k cộng 1 nhân với pi, và vuông pha thì bằng 2k cộng 1 pi chia 2. Được chưa? Nếu bạn nào chưa thuộc thì nhớ coi lại nha. Và theo đề bài thì chúng ta có được một kiến thức nữa, đó là delta phi này bằng 2pi d chia lambda, thì mình thế vô nó bằng 2pi d chia cho lambda. Vậy thì 2kpi bằng 2pi d chia cho lambda, chúng ta hoàn toàn có được chữ D chuyển tới bằng k nhân cho lambda. Và mình có thêm một cái đặc biệt, đó là d-min. D-min muốn cho D này nhỏ nhất thì chữ k này phải thỏa mãn và nhỏ nhất, đó là chữ k bằng 1. Nếu k bằng 0 thì không được nha các bạn. K bằng 0 thì lập tức nó bằng 0 thì nó không gọi là khoảng cách với hai điểm được. Vậy thì k bằng 1. Vậy thì d-min bằng lambda. Vậy thì tới đây chúng ta đã chứng minh được thêm một lần nữa cái định nghĩa bước sóng này nè ha. Chúng ta nhìn ở đây, khi hai điểm trên phương trình sóng động cùng pha đó thì khoảng cách đó bằng k lambda, và khi khoảng cách giữa hai điểm trên phương trình sóng dao động cùng pha ngắn nhất thì đó là một bước sóng, định nghĩa thứ ba của bước sóng mà chúng ta đã được học ở phần trước. Các bạn có thể coi lại nha. Nếu là những gì các bạn không hiểu hoặc là chúng ta coi nhanh quá thì các bạn có thể tua video này lại để chúng ta coi. Đây là một bài mà giúp chúng ta có thể học được bài tiếp theo, đó là bài giao thoa sóng đấy. Tương tự như vậy, ngược pha thì chúng ta thế vào, để gan nhau thôi, thế vào là 2pi d chia cho lambda, thì chúng ta sẽ có được D bằng 2k cộng 1 lambda chia 2, và d-min thì bằng lambda chia 2. Học cái này để chúng ta trả lời được một số câu trắc nghiệm. Khoảng cách giữa hai điểm trên phương trình sóng mà dao động ngược pha thì bằng một số lẻ của nửa bước sóng, và khoảng cách ngắn nhất trên phương trình sóng mà dao động ngược pha thì nó bằng nửa bước sóng. Đôi khi trắc nghiệm tôi chỉ hỏi bằng lời như vậy thôi. Và cũng tương tự như vậy, khi vuông pha chúng ta cũng có là bằng 2pi d chia cho lambda, bởi nó là delta phi mà, thì thế vào chúng ta có D bằng 2k cộng 1 lambda chia 4, và hiển nhiên d-min bằng lambda chia 4. Chỗ này nó nói thế nào? Khoảng cách giữa hai điểm trên phương trình sóng dao động vuông pha thì bằng một số lẻ của 1/4 bước sóng. Và khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng vuông pha thì bằng 1/4 bước sóng. Thấy chưa? Chúng ta có thể coi lại một lần nữa về độ lệch pha, từ đó suy ra khoảng cách, và khoảng cách đặc biệt là đệm. Vậy thì vừa rồi chúng ta đã khảo sát xong nội dung của bài số 7 sóng cơ và sự truyền sóng cơ. Bài này chúng ta gồm có những nội dung như sau. Thứ nhất, đó là định nghĩa sóng cơ. Thứ hai, đó là phân loại sóng cơ, và các bạn cần biết thêm là dựa vào đâu để phân loại và môi trường truyền của từng loại thành phần. Nội dung thứ ba, đó là các đại lượng đặc trưng của một sóng hình sin, thì gồm có hai phần. Chúng ta quan tâm một phần tử nào đó thôi thì chúng ta có biên độ, chu kỳ, tần số. Sau đó chúng ta khảo sát cái quá trình lan truyền sóng, thì mình khảo sát về vận tốc và một cái đại lượng vô cùng quan trọng, đó là bước sóng. Chúng ta có 3 định nghĩa của bước sóng, từ đó chúng ta sẽ có được các công thức để vận dụng vào bài tập. Và nhớ, chúng ta phải làm được bài tập về bước sóng mới có thể giải được các bài tập khác. Và tiếp theo, nội dung thứ tư, đó là phương trình sóng. Từ nguồn ta biết được phương trình sóng tại một điểm M nào đó, cách nguồn trên cùng một phương nhé. Và từ cái việc viết phương trình, các bạn sẽ vận dụng vào một cách tổng quát hơn và viết được nhiều điểm trên phương trình sóng để rút ra được cái công thức độ lệch pha. Thì trong công thức độ lệch pha này có liên hệ tới một đại lượng, đó là khoảng cách mà chúng ta đang khảo sát. Bên cạnh đó, chúng ta có 3 trường hợp đặc biệt thường được hỏi trong những câu trắc nghiệm, đó là hai điểm đó dao động cùng pha, ngược pha và vuông pha. Còn delta phi bằng 20D chia lambda này là trường hợp lệch pha bất kỳ nha các bạn. Vậy thì nội dung của bài số 7 là kết thúc. Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video đến bây giờ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn những video khác trên kênh YouTube Thanh Tú Boss.